xin chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Võ Văn Kiệt, ngày xưa là bến Trương Dương, có bến Hàm Tử, khúc này là bến Hàm Tử. Trước mặt chúng ta đó là cây cầu cầu Nguyễn Tri Phương đi về đường Chánh Hưng Phạm Hùng ngày xưa, Chánh Hưng ngày xưa, bây giờ là đường Phạm Hùng. Ngay đây có cái công viên nhỏ nhỏ mới được xây dựng. Thì hành trình hôm nay em dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng một vòng đi ở khu vực bến đò La Cai ngày xưa ở đây, và xíu nữa chúng ta sẽ đi đến cái con đường Nguyễn Quỳnh Đức ngày xưa, bây giờ là Trần Tuấn Hải ha, để nhìn lại căn nhà 181 Nguyễn Quỳnh Đức. Sau những cái video thì em cũng đã nhận được rất là nhiều cái comment của các anh chị và các bạn. Nhân đây em cũng xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là thật tình và hữu ích của các anh chị, giúp em hiểu được nhiều hơn về hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa và cập nhật một số hình ảnh Sài Gòn ngày nay. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi một vòng nha. Cái khu này bên tay phải chúng ta có bán rất là nhiều cái vật liệu xây dựng, thì bên tay trái ngày xưa là một cái dãy nhà, nhưng mà nhà nước giải tỏa rồi xây công viên lên để cái khu này nó sáng sủa hơn. Khu này thì có cái Đại Thế Giới, ngày xưa là cái sòng bài lớn nhất ở Sài Gòn Chợ Lớn, khu ăn chơi của các xì khẩu. Khu này ngày xưa là đường Hàm Tử nè, nhưng mà bây giờ có tên là đại lộ Võ Văn Kiệt. Có công viên, có xe hơi, rồi bên tay phải chúng ta có cái đường Nguyễn Văn Đừng, con đường rất là ngắn nè. Sài Gòn bây giờ là 5 giờ chiều, rất là mát mẻ. Theo thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đến Chợ Lớn. Khu này ngày xưa có rất là nhiều cây dừa, theo em tìm hiểu là như vậy, và bây giờ có rất là nhiều quán nhậu. Mình sẽ quẹo ngay con đường nhỏ nhỏ này nè, để đi ra đường Trần Hưng Đạo luôn. Đây là đường Nguyễn Thời Trung. Có lẽ ngày xưa ở đây là con hẻm. Ở đây có rất là nhiều cái nhà xưa, nhà của người Hoa, theo kiến trúc người Hoa. Ở đây có quán miếng gà, bún gà. Rồi, trước mặt chúng ta đó là đường Trần Hưng Đạo, và quẹo phải mình sẽ đi về chợ Hòa Bình, còn ngược lại chúng ta sẽ đi về Chợ Lớn. Đường giao lộ Nguyễn Hoàng. Cái gì nè, có ai không? Bên tay phải chúng ta đó là cái dãy nhà đồng kiến trúc. Hôm trước cũng có review cho các anh chị xem con đường đoạn này rồi. Đi vô con hẻm số 36, 36 Trần Hưng Đạo. Con hẻm đó nằm bên tay trái, vô cái chung cư. Con hẻm
mình là trái trà Lan Viên, trà Viên. Bên tay phải mình có cái nhà hàng Diêm Chú Tắc, Diêm Chú Tắc. Theo cô chú anh chị chia sẻ thì Diêm Chú Tắc nghĩa là sao cũng được, mà không hiểu sao cũng được là sao, không biết trả 5.000 hay 10.000 hay là ăn bao nhiêu trả bao nhiêu cũng được. Chúng ta vừa qua giao lộ An Bình và Trần Hưng Đạo, đi tới tí nữa mình sẽ có đường Trần Quang Khải. Khúc này ngày xưa có rất là nhiều rạp hát nè. Con đường để đi đến khu ăn chơi của Sài Gòn. Khúc này ngày xưa là đường Đồng Khánh. Đồng Khánh, chúng ta đi quẹo vô ngã ba Trần Tuấn Khải nha. Bên tay phải chúng ta đây. Mình kiểm đến cái căn nhà 181. Nhà 181 là bán thuốc tây. Chúng ta sẽ quành lại nhà bên tay phải chúng ta đây. Mình sẽ quành lại để xem rõ hơn. Thì nhà chúng ta đối diện nè, ngôi nhà 181 đường Nguyễn Quỳnh Đức ngày xưa. Nhà có cái có lẽ hơi bị xa, mình nhìn không rõ ha. Nhà kế bên mái hiên. Kế bên cái máy hiên Vera nè. Các anh chị thấy không? Sẵn nhân em xin gửi đến chú John nha. Một số hình ảnh ở khu vực ngôi nhà 181 Nguyễn Quỳnh Đức, ngày nay cũng là 181 Trần Tuấn Khải, gửi đến các anh chị và các bạn. Nhà thì bây giờ là có 3 lầu, 3 lầu và có một dãy đó cùng kiến trúc luôn. Nhưng mà mấy nhà kia họ đã sang sửa hết rồi. Còn ngôi nhà đó thì vẫn là cái tường đá mài. Bây giờ nhìn nhà là mình biết nhà xưa rồi. Bây giờ ít ai làm đá mài lắm, đá mà màu xám xám đó. Rồi làm cái tường nó gỗ lên, hình như cái đá đó là không có bị rong rêu vậy đó, nên mình nhìn nhà rất là mới. Nhưng mà cái chỉ có điều là cái tường nó hơi cũ thôi. Cái loại tường đó thì không có sơn ha, không cần phải sơn. Sau này người ta muốn xây nhà muốn sơn lại thì sẽ cần tô lại thôi, tô cho nó láng rồi mình sơn. Nhà ngày xưa thì cái có một màu xám xám, màu đen xám xám. Chúng ta đến khu vực này là bệnh viện Xuân Chính. Buổi trưa ở đây bị cháy nè, cháy ở tầng 8, tầng 9. Nhưng mà hy vọng là bà con không sao.
chung cư này rất là lâu rồi. À, bây giờ khu này cúp điện luôn rồi. À, để em lia máy vào các anh chị bạn xem nha. À, chia sẻ một số hình ảnh về căn hộ này. Cháy đen luôn. Giờ khu này thì đang bị cúp điện. Những chung cư này rất là lâu rồi nè, rất là cũ rồi. Phía kế bên thì có cái bệnh viện. Hôm nay thì bà con ở đây vất vả nè. Đây có cái bệnh viện Cùng Chính ngày xưa, bây giờ là chấn thương chỉnh hình. Như có lẽ cháy là do chập điện, cháy ở tầng 8 rồi cái nhà ở trên tầng trên cùng cái dãy đó cũng bị cháy theo luôn, nên thành ra tầng 8, tầng 9 bị cháy nhiều nhất, và tầng các hộ liên quan thì bị ảnh hưởng do phải cắt điện. Rồi một số hình ảnh về cái khu cầu Nguyễn Tri Phương và ngôi nhà 181 Nguyễn Quỳnh Đức gửi các anh chị và các bạn. Nhân đây cũng xin chúc anh chị bạn lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Rồi hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Để tiện việc xem lại thì và cập nhật số video mới thì các anh chị có thể nhấn vào nút đỏ và cái hình cái chuông để khi có video mới thì anh chị bạn cập nhật nhanh hơn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.